Nắng về bên em đấy, nắng về bên anh không? Nắng về bên em đấy, nắng có về bên anh không? Úi dồi ôi, đi xe đạp của mình vẫn còn nữa hả? Không phải Linh à, bây giờ bắt đầu quay. Ai, trời ơi, tất cả rồi. Two thousand years later. Ôi, một ngày mới rồi, bà mới bắt đầu rồi. Bình Minh dễ thương hả? Bình Minh đã dậy rồi, cà phê sáng với tôi được không nào? Trời ơi, chết rồi, nắng quá mà em chưa có bôi kem chống nắng luôn đó. Thôi không sao, dù sao thì chúng ta cũng... em cảm ơn anh. Ây hú, đẹp quá. Đây là biển này. À, sự là có người đang tắm kìa. Nhưng mà mình không được tắm. Sao mình không được tắm biển nhỉ? Tối này nhé. Ủa, tối đâu có. Các xe đâu rồi? Xe đằng sau là xe xanh. Và... A few moments later. Thôi không sao, mình không được kêu ca một cái gì cả. Bởi vì đây là những điều rất bình thường. Mình đã trải qua những gì rồi? Mình đã trải qua còn nhiều thứ còn kinh khủng hơn như thế. Một vài cái nắng đã là gì? Nghe drama nhỉ? Mình nắng về bên em đấy. Nắng có về bên anh không? Ôi trời ơi. Nắng sớm thì tốt mà. Các bạn nghe, nghe câu nhé, nào. Nắng về bên em đấy, nắng về bên anh không? Nắng về bên em đấy, nắng có về bên anh không? Nghe tình. Lãng mạn đúng không? Vâng. Nhưng mà thực ra nói thật luôn. Tức là tả thực nhá. Ôi, hôm nay buổi sáng sẽ là cái gì mà trượt cát trượt kia gì đúng không ta? Ừ, game đổi cát gì đó. Anh nghĩ cái đấy nó chỉ là đánh lừa. Đánh lừa? Anh nghĩ là chương trình đánh lừa mình á? Không, cái mà trượt ở trên fanpage nó mới thảm thảm mà kia dừng cát. Không lừa đâu, ủa? Cái đấy chỉ là vui thôi. Không vui. Còn cái... Cái đấy là vui sao đâu? Cái đấy là thật luôn á. Không, tức là cái đấy nó chỉ là cái người ta đưa lên để cho vui thôi. Chứ mình không chơi cái đấy. Mình phải chơi cái nào nó ghê ghê hơn chứ. Phải ghê hơn á? Cái đấy như đi chơi công viên đi, chơi quá thì thi đố quá thì. Chứ nếu mà cả game chỉ có trượt thì trượt một tiếng thì nó hơi kỳ đó. Nháo luôn, cứ trượt trượt trèo lên trèo xuống à. Rồi là trượt được nhiều vòng nhất đợi để thắng à. Chết rồi. Chương trình như thế nó không hay. Tức là mọi người nghĩ kiểu gì nó phải có một cái gì đó nó đặc biệt. Ờ thì đúng rồi. Hay. Mình ngày đầu tiên. Hôm nay mình phải chiến thắng. Ngày nào mình cũng phải chiến thắng hết đấy. Còn chiến thắng được hay không thì mình cứ cố gắng thôi. Mình sẽ phải cố gắng. Hôm nay trước đã em ạ. Vâng ạ. Mình phải từ từ. Hôm nay mình phải mở màn bằng một chiến thắng thật là oanh liệt. Còn chiến thắng thế nào thì không biết.